Xin chào cả nhà, trời đất ơi cả nhà nhìn nè. Đây, hôm nay hai mẹ con buổi chiều ra thu hoạch tiếp cả nhà ơi. Hiền chuẩn bị ra thu hoạch thì em này em bắt Hiền cho theo nè. Cho nên Hiền mới thay áo tay dài cho em. Mùa này mùa thu lạnh rồi cả nhà. Giờ xin mời cả nhà đi thu hoạch chung với hai mẹ con của Hiền. Éo quịt, con nói con tiếp mẹ tay mẹ quịt. Rồi, em hay gì đó cả nhà. Mang Hiền ra xong rồi bỏ Hiền giữa chợ. Hai cả nhà, Hiền sẽ bắt đầu bằng cái mớ cải thìa nha cả nhà. Hiền thấy nhầm cây nó có lỗ cho nên hôm nay Hiền phải xử lý. Để không thôi nó cắn vô tới trong cả nhà ơi. Đây. Em éo quịt em chạy tung tung tăng tăng rồi. Ông Chris nhà Hiền thì ổng đi làm về rồi, giờ ổng đang rỗng á. Wow. Đã quá cả nhà ơi. Cải thìa ăn hoài không hết. Mà Hiền nhớ nha, là mùa lạnh hết cái mùa nóng á, cái nó hết ra nha cả nhà. Rồi bước lên đây luôn đi. Đây. Ông Chris sao nói chuyện tiếp bi cả nhà nghe không? Đây. Thu hoạch xong để vô rổ liền. Trong khi mà Hiền đang thu hoạch, Hiền thấy em út em đang me 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 cái gì bên góc bên kia á cả nhà. Em này chuyên gia mà. Wow. Đây, mấy cái lá nào nó vàng vàng Hiền cũng hái ra luôn. Hôm nay cũng mấy bữa Hiền có thu hoạch cải thìa ha cả nhà. Ơi. Wow. Đau quá cả nhà ơi. Éo quật ơi, con lại con hái tiếp mẹ được không éo quật? Đây, cải thìa này. Lật đã tay. Đây, mấy cây này là mấy cái cây mà Hiền thấy có dấu hiệu cắn xé nè. Vừa thu hoạch Hiền sẽ để ý xem có con sâu nào nghe mấy cây này không. Chắc chắn có nè. Đây. Có vẻ như cái này sâu to cả nhà. Nếu mà sâu nhỏ thì nó sẽ tụ lại thành chùm chùm ở trong mấy cái lá non ấy. Này sâu to hay sao ấy? Sao Hiền không thấy ta? Éo quật em đang đi chơi cát á. Hay nó bò đi thì cũng nên. Ôi dạ. Ôi trời đất ơi. Vẫn chưa thấy con sâu ha cả nhà. Ba xây gì trỏng nhiều quýt. Ông xã thì ông xây gì mà nghe âm sầm. Đây nè. Hôm nay thu hoạch cho cây này nó gọn lại luôn. Wow, bên đây nữa nè cả nhà. Ôi ôi cái cây này quá chừng mặt luôn. Ôi ôi. Đây nè cả nhà ơi, thấy không? Có dấu cắn là có địch nè. Đây Hiền tìm ra nè cả nhà. Đây em này nè. Đó thì Hiền sẽ thu hoạch xong rồi tấm khứ em này ra. Nhưng mà thường thường nếu mà có sâu gì á thì sợ ở bên trong cây cậy thì yes con. Hả? Và digger. Ờ digger hả? Con muốn coi xe digger hả? Digger. Ờ biết rồi. Đây. Giờ Hiền sẽ thu hoạch mấy cái cây này ha cả nhà. Trời ơi, Hiền sợ con này nó trúng tay Hiền quá cả nhà ơi. Coi chứ cũng còn sợ lắm. Đây này ha cả nhà. Hiền để cho nó quay gì dễ tiện bề xử nó nè. Hay mấy cái lá bên ngoài không thấy. Nó ăn xong rồi nó ị á cả nhà. Trời ơi mấy con này nó ị, nhìn thấy đen đen là biết nó rồi đó. Ghê lắm. Đa số hổm rày Hiền thấy mấy con sâu xanh mà cái dạng này nhiều nè. Còn cái dạng sâu mà giống như sâu đo thì mấy hổm rày nó ít, có thể không phải mùa của nó. Hổm rày mấy con này nhìn như mấy con sâu nhung xanh vậy.
cái lá này nó bị cắn cho nên Hiền cũng sẽ lấy ra luôn ha cả nhà. Đây, ở trong đây Hiền không thấy có dấu hiệu trứng gì hết, nếu mà có thì mình nên xịt nó ra cả nhà, để không thôi nó nở ra là nó thành nhiều con lắm á. Úi chà, Hiền khám cái thấy ở đây có con trái dâu tây, trái quột nè cả nhà. Trái này nó chín lắm nè, chín gì ngọt lắm nè cả nhà. Đây, nhìn nè, nó chín mọng luôn nè cả nhà, thấy không, nhìn ngon ha. Ui cả nhà ơi, Hiền qua đây á, hôm hởm mấy cái cây cà của Hiền á mà cả nhà kêu Hiền tỉa bớt á, có chị kêu Hiền tỉa bớt để cho mấy cái nhánh chết á, để cho nó phát triển tiếp á, thì cái cây này Hiền hôm hởm Hiền không có cần tỉa nhiều nha. Mà cả nhà coi hôm nay nè, mặc dù mùa thu ha mà nó rang đóng bông luôn nè cả nhà, nhìn thấy ham dễ sợ không cả nhà. Trời ơi con này cả nhà ơi, quá đã luôn. Với lại cái cây này là cái cây hôm hởm mà nó bị tèo khá là dữ, thì chị kêu Hiền tỉa và Hiền cũng đã tỉa nè. Đây, cảm ơn những chị mà đã khuyên Hiền những lời khuyên hữu ích khi làm vườn. Thì thật ra Hiền làm vườn nhưng mà có những cái mình đâu có biết hết cả nhà, cho nên nhờ mọi người chia sẻ mình biết thêm. Đây, nó rào bông nhiều loại nè cả nhà, thấy không? Hổm rài á, bởi vì chuyển chỗ mới cho nên nhìn nó hơi hẻo hẻo. Đấy rồi, bây giờ gốc nào cũng ra bông hết nè cả nhà ơi, dễ sợ. Có cái cây bên kia, cây kia là cây cà tím thì phải, hiện thấy nó cũng đang ra bông nữa kìa. Đó, cả nhà nhìn thấy cái bông kìa, nhóc hết trơn kìa. Dạ con làm gì đó? Mình đi qua bên vườn bên kia thăm khám mấy cái trái bí ngồi thử xem cả nhà ơi. Ui chà, đây cả nhà. Ào. Ui, cái này Hiền thấy cái trái bí ngồi ở trên này nó đậu sao mà nó còn bự hơn trái này nữa. Cái trái này thôi Hiền hái luôn trái này cả nhà, còn cái trái kia Hiền để cho nó to hơn tính sao. Trái này nó nhỏ mà sao Hiền thấy nó không phát triển tiếp, thì thôi mình hái đi. Đó, coi bên mấy chỗ này còn bí ngồi không cả nhà. Đây, ở đây thì nó chưa có ra bông cái nhiều. Ừ, con đừng qua nhà bên kia nha con. Đây có trái bí ngồi nè cả nhà, thấy không, nó cũng to to rồi này nhưng mà nó chưa đủ to ha. Đâu rồi, bên kia cũng có mấy trái nữa kìa cả nhà, không biết cả nhà nhìn thấy không nữa. Đây cái này cũng chưa có đậu trái nào ha. Ở bên đây thì đậu được cái trái màu vàng nè cả nhà, thấy không đó. Bên đây đậu được cái trái màu vàng nhưng mà nó cũng chưa to, Hiền sẽ chờ nó to thêm nữa ha. Mâm nghe. Đây, hôm nay coi như hái được cái trái bí ngồi nhỏ nhỏ thôi. Còn đây là mấy cái cây cải cầu vồng của Hiền nè cả nhà. Hôm hởm Hiền thu hoạch một đợt, lá nó cũng bé bé. Hôm nay cái nó ra tiếp rồi nè cả nhà, thấy không? Đây. Đó. Được thu hoạch thêm đợt nữa. Rồi, được có nhiêu đây rồi cả nhà. Dễ sợ không? Cỡn này là cái cây hôm trước bị con mẹ gà phá này. Con mẹ gà nữa, Hiền ghét mẹ lắm cả nhà ơi. Đây là cái bầy cải kheo của Hiền, không hẳn bị hai bà mẹ gà đào hết hai cây, vẫn còn được mấy cây. Thì Hiền sẽ hái vài cái lá đi. Cái này họ kêu là cải kheo của Nga hay gì cả nhà. Đây, hí. Hái vài lá ăn trước cả nhà ơi. Cái dạng này hồi năm ngoái hình như Hiền cũng có trồng mà không có ngay mùa á, cái nó cũng bị sâu cắn hết trơn à. Hôm nay Hiền trồng lại cái dạng lá này, không biết cả nhà có trồng chưa ha. Cải kheo này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe nè. Ui chà, cái này cây gì vậy trời, cây cỏ hay gì vậy trời, cái cây cỏ quá cả nhà. Bứng cái này. Đây đúng rồi, cây này Hiền không biết. Đây nè, nhìn không giống cây gì hết á. Còn cái cây này là phải cây cải không? Không, có mấy này là mấy cái củ cải. Còn mấy cây dưới là mấy cái cây bông cải ý gì á, Hiền không nhớ nữa. Hiền gieo hôm trước, cái hôm nay nó cũng meo lớn kìa. Cái lá này mà cả nhà ăn với lại bánh xèo á, cũng giống như là lá cải xanh của mình nhé. Đây. What you having? Con cho mọi người coi con ăn món gì vậy? Ba em đi làm về mới nấu cho em cái gì nè cả nhà. Ba cho con xúc xích đó hả?
Ngon không? Ngon, cả nhà thấy không, ba của em lấy xúc xích cho con, để thêm cái miếng giấy ở ngoài để cho em khỏi dơ tay á. Trời ơi, chăm sóc dễ sợ. Đây là cái cây dưa Nam Mỹ của Hiền ha cả nhà. Thôi thôi, con đưa ba đi, con đưa ba cho đứa mẹ. Thì Hiền thấy nó ra bông nhiều nè, với lại nó cũng đậu được bên đây hình như hai trái nè, để Hiền quay cả nhà xem ha. Ui, cả nhà nhìn này, nó đậu được hai trái nè. Hôm hởm Hiền chia sẻ với cả nhà là Hiền học được cái bí quyết là mình đuổi kiến bằng cái bột quế á. Thì hiện tại Hiền thấy là kiến nó tránh cái cây này á cả nhà, nó dần dần tránh cái cây này á. À, nhưng mà Hiền nghĩ sau những cơn mưa thì nếu mà mình thấy nó quay lại mình sẽ phải cho thêm bột quế vô. Đây áo quệt mẹ đút con nè. Nè, con vừa ăn rồi con vừa chơi nha. Hiểu không? Trời ơi. Ngon không? Con nói dạ. Dạ. Ừ, có ai kêu mommy á hả? Và đây là cái tướng của em bé Wood khi mà em đang bà tám. Thấy bên nhà hàng có em bé nào á đang kêu mẹ của em á. Cái em này em nghe mơm mơm, ý em nói là ai đang kêu mẹ kìa mẹ ơi. Phải không? Người ta đang kêu mẹ không con? Phải không? Ừ đúng rồi, người ta kêu mâm đó. Bà tám, bà tám của Hiền nè. Ăn ăn lẹ con. Giỏi quá. Ăn rồi hả chơi? Ồ, mấy cây rau bine của Hiền vẫn đang trường kỳ kháng chiến. Mấy cây này Hiền thấy ít bị sâu bệnh nghe cả nhà. Còn mấy cái cây giống như là cải đồ ha, dòng họ cải đồ, dễ bị sâu bệnh nhiều hơn nha. Còn mấy cây này ít hơn. Lá này to ha cả nhà ha. Đây. Ở bên đây cũng còn nè, ông Chris ổng dặn Hiền trồng mấy cây này á. Cái này để cho mang đi làm á, mình trộn salad đồ ăn rất tốt sức khỏe. Wow, nãy giờ được nhiêu đây rồi. Ui, Hiền qua tới đây mà Hiền khám. Ui. Được một cái trái khổ qua Đài Loan nữa cả nhà ơi. Yeah yeah yeah. Đây rồi. Đây. Trái này Hiền thấy nhìn hoàn hảo nè cả nhà. Ôi ôi, không có bị gì luôn á. Ngon dễ sợ ha. Nó không bị trầy, không bị gì luôn á trời. Hiền để ý thấy là cái tuổi sâu nó không có thích ăn khổ qua hay sao á. Nó không có đào vô khổ qua, chắc tại đắng quá cả nhà. Trời ơi, đang nói chuyện với cả nhà cái Hiền mới thấy là ở bên đây còn một quả trà bá lửa nữa nè. Bây giờ Hiền sẽ đem để cái quả này qua bên kia rồi quay lại để hái cái quả trà bá lửa đó luôn. Cái quần em vẫn đang đứng nhìn coi hàng xóm đang làm gì vậy. Ui da, đây đây đây, cái nhìn nè. Ồ. Qua tới đây, trời đất ơi, cái quả này hổm rài là Hiền hứa với lòng là không hề thấy. Không hề thấy cái quả này luôn. Này Hiền hái gì cả nhà sẽ không thấy được, nhưng mà khi mà Hiền mang nó ra cả nhà sẽ thấy cái thành quả. Để Hiền xem quả này ngon không. Trời đất ơi, cái quả này ngon nè, to quá xé. Ủa, Hiền tưởng đâu là sâu nó không có ăn khổ qua, ai về Hiền đã lầm. Đây có con sâu nó ăn nè cả nhà. Trời ơi, khổ qua cũng bị sâu ăn nữa ta. Đây Hiền sẽ cắt cái phần sâu đó ra, ngoài ra thì cả nhà thấy không, nó ngon quá chừng ngon luôn nè. Trời ơi, coi nè cả nhà, cái muối to dễ sợ ha cả nhà ha. Mùa thu mà vẫn còn ra vài quả nè, 1, 2, 3 nè. Để Hiền coi coi nó có kịp lớn trước khi mà mùa đông đến không. Hôm trước thì Hiền quay mấy cái trái mướp á, thì có chị... Ơi mẹ nghe coi, thì có chị kêu Hiền là hái mấy trái mướp non vô ăn đi, bỏ uổng. Ăn được không cả nhà? À, mấy cái trái này nè, là Hiền nhìn là Hiền biết bị tiêu rồi nè. Nhưng mà còn mấy trái gì thì Hiền còn đang hy vọng, cho nên Hiền không muốn ngắt nữa. Hiền muốn để từ từ nữa xem sao, còn nếu nó lên không nổi nữa thì thôi mình hãy ngắt đem vô hấp ăn. Dã man thiệt. Sâu, cái con sâu này cái gì nó cũng ăn hết cả nhà ơi. Này là con sâu đo mà Hiền ghét nhất ở trên đời, tại vì nhìn nó gớm quá à. Nó đi nó cạo cạo, mà Hiền sợ nhất là mấy cái chân của tụi nó á. Nhìn oải vải luôn. Cả nhà ơi, hai mẹ con thu hoạch đến hôm nay thì ủa quên, đến giờ này thì trời bắt đầu tối rồi, mới 5 giờ chiều mà tối rồi cả nhà thấy không? Đó, cho nên thôi giờ hai mẹ con của Hiền xin kết thúc video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ gia đình Hiền. Đừng quên thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình của Hiền. Bye bye. Bye bye. Không gió cô chú, ông bà cô chú ấy. Anh chị các bạn, không gió. Con cười giống hồi nãy rồi. Trời ơi các bạn. Chi vậy.
chú quay đứng quay nè cô chú ơi.